Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nơi In The Kid. Không có ông Bu ta cho nên là tôi thích Nơi In The Kid gì đó. Và hôm nay Nhi sẽ thực hiện một cái video sau 7749 lời yêu cầu của tất cả các bạn trong video Phòng Nhi có gì đó chính là vô phòng anh Bu đi. Bởi vì có rất là nhiều bạn nói như là Nhi ơi, tại sao Nhi mình coi clip của Nhi rồi mình coi clip của chị Vani mà Nhi vẫn không chịu cho vô phòng anh Bu. Phòng đó có gì mà Nhi không chịu vô? Thì hôm nay sau rất là nhiều lần canh ông Bu thì hôm nay ông không có nhà cho nên là Nhi sẽ đột nhập phòng anh Bu xem phòng anh Bu có gì. Hôm nay là cái ngày mà anh Bu với chị Ngọc đi rồi cho nên là dọn phòng để sẵn ở nhà, không ai ở nhà hết. Từ me cái hộp charm mà anh Bu sưu tập, cái này là anh sưu tập từ tất cả những video mà Nhi mua slime tới tận bây giờ á, mấy cái video mà ha, mấy cái slime đẹp đẹp á anh ơi, charm đẹp của tao mày, rồi là tất cả các bưu phẩm slime của Nhi mua bất kỳ shop nào hay thậm chí là shop của Nhi dọn cũng ra. Này đẹp quá của tao. Ở đây cái charm vô diện, cái charm vô diện duy nhất trong cái bộ sưu tập của Nhi ổng cũng lấy. Còn cái này là charm ổng đi mua trong sự kiện thì không trách ha, mua thì không nói đó. Đây là cái charm sưu tập. Hôm nay là không có ổng ở nhà cho nên là Nhi sẽ lút lại cái này. Cái này là cái Nhi thích nhất và to nhất, Nhi phải lấy lại những gì Nhi đã mất. Ổng lấy của Nhi quá nhiều. Ok, cất. Đây là những cái mà kiểu hình nộm hay là cái gì đó để chân của mấy cái siêu anh hùng trong phim ổng hay coi. Đây là người sắt Iron Man. Anh người sắt đẹp trai. Trời má. Đây là đôi giày sơn tùng. Đây là cái hộp của đôi giày sơn tùng mà hôm mà đi sự kiện của Yawa anh á. Ổng chỉ đi ké tôi thôi mà ổng chơi, ổng đặt liền đôi giày buổi sáng để buổi chiều đi sự kiện đó. Có đầu tư ghê chưa. Nè, hộp giày, hộp đồ nè, gấu bông nè. Cái hộp này có gì không? Ông giấy lộn không mà bỏ đi. Giấy tờ nhà, giấy tờ đất gì đó. Rồi mà anh buồn nhà thịnh sống não lắm nhỉ, anh quay TikTok. Giả dạng tri thức. Tri thức ghê vậy. Hello. Đây, bình buôn chương, trời ơi. Ổng thần tượng bản thân ổng quá. Cái bà ngủi, đây. Đây cũng là hàng lút luôn nha mọi người. Sẵn đây không có anh Bu ở nhà, mình xin nói thẳng luôn, anh Bu là chùm lút đồ. Đây, nón YouTube của Nhi. Đây, nón app của Nhi. Nón TikTok của Nhi. Của Nhi. Xin nhấn mạnh là của Nhi. Mà tao đây nhà ổng không có quyền. Đây, đây là mấy cái mà cái súng để, cái súng này chỉ bắn mà hạt nở thôi, không phải là đạn thật đâu. Nhưng mà cái này là anh mua về để chụp hình á, tại vì anh sắp làm kênh game PUBG Mobile á, cho nên là anh mua về đây. Ở dưới này 2 cây, ở dưới này 2 cây nữa đó. Đây 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 còn cây nữa. Cây này mới là hàng khủng nè, như rất là thích cái cây này đó. Bắn cái cây này là đau nhất. Rồi có ống nhắm nhìn tùm lum hết trơn á. Đây cái này đây. Bây giờ là cái giường nha. Ở đây á, bình thường anh sẽ treo 2 cái súng lớn đó ở đây với ở đây. Nhưng mà vì hôm đó Nhi mượn để quay video PUBG cho nên là Nhi tạm thời để đó. Còn đây, hai chồng mỗi lần ra khỏi nhà là dọn phòng. Hai chồng rất là rảnh, một thói quen rất sạch sẽ và rất tuyệt vời. Nhi nên học tập. Nhi không nói đâu, Nhi phải nói. Đây là con hà mã mà anh Bu ở trong cái lần mà đi quay phim cho Nhi ở công viên Thỏ Trắng chúng. Còn đây là con mèo. Con mèo này Nhi không nhớ trong dịp gì nhưng mà Nhi nhớ hình như sinh nhật chị Ngọc thì phải. Đây. Cái này của ổng. Đính chính. Nón TikTok của Nhi nhưng mà cái này là của ổng. Ổng tham gia cái video mà cái gì? Cái thử thách làm video trên TikTok ổng trúng. Nên là trái chuối. Lúc mà mới về cái nhà này thì Nhi với anh Bu đi chợ mua đồ. Thì mua được 2 trái chuối, Nhi 1 trái, ổng 1 trái. Đó, 2 trái cùng size nhau nè. Nhưng mà không hiểu sao cái trái của ổng giữ được sạch hay vậy ta. Trái của Nhi nó ngả màu vàng ố rồi. Đây là con mèo. Con mèo này quá cũ không nói. Đó, đồ bình thường. Đây, người đàn ông phung phí nhất nhà, đi ra đường lúc nào cũng dọn nhà, dọn phòng nhưng không bao giờ tắt máy tính. Trời má, trời má, trời. Bữa nay vô được phòng ổng mới thấy trời má. Đặt dụ bi. Tại vì ổng thích cái con Perry, cái con màu ở trong mà Vinny Simper đó trời. Đặt dụ bi. Ổng làm PUBG cho nên là ổng đặt cái tên này rồi chụp cái hình này nè, 2 cái súng của ổng này đó. Để cho nó ngầu với hợp chủ đề. Đây là cái máy tính của ổng. Còn đây là những cái phần mềm của ổng. Trời má, phần mềm chuyên nghiệp. Phần mềm Photoshop và sửa video chuyên nghiệp Adobe Premiere. Trời má, trời má, trời má. Trời, cái app này bao khó xài luôn nha. Đây. Thanh niên ấp ủ làm streamer, làm game. Đấy, bàn phím. Trời, bàn phím còn xấu hơn bàn phím của Nhi. Mà được cái tai nghe đẹp hơn của Nhi.
con chùa cũng đẹp hơn của Nhi, thiết bị cũng chuyên nghiệp hơn của Nhi. Ai được không? Ở dưới này, không, ở dưới này đặc biệt như đằng sau. Ở đây đi. Đây. Con mèo mày không mét con buông nha. Đây là cái đồ, đây bình nước, đây là bình nước quá. Bình nước đi coi phim được tặng nha, chứ không phải mua bán nha. Đây, đây là cái hộp mà không ai thích trong bất kỳ một thành viên nào trong team của ảnh. Đó chính là cái hộp tiền quỷ. Ai đi trễ 20, ai nói tục 20, nói chung là ai là cái gì mà anh Bu cảm thấy là tội lỗi là sẽ phải nhét cái này 20 ngàn. Không hiểu. Đây là hộp thiết bị, đây là sổ ghi chép tội lỗi của tất cả các thành viên. Đây là những cái hộp thiết bị, hộp cây chống rung nè. Cái này là cái hộp cây chống rung cho GoPro, là để khi mà Nhi đeo GoPro á thì, hoặc là Nhi quay bằng máy ảnh gì đó đều sử dụng hai cái cây này để cho đừng có bị rung quá. Còn đây là cái chỗ đáng tiền nhất ở trong phòng của anh Bu, là máy tính và thiết bị. Đây, mấy cái đó bạn, CPU của anh Bu chỉ 40 triệu đồng. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Gấp đôi của máy của Nhi. Cái này là tính, chưa tính màn hình, bàn phím, các kiểu ảnh, chỉ là cái thùng máy thôi mà đã 40 triệu, trong khi của Nhi nguyên nhà máy có 20 mấy triệu rồi. Đây là cái cặp mà anh Bu đựng máy khi đi quay, là cái GoPro hôm nữa Nhi quay BOBG. Nói chung là cái phòng anh Bu là cái phòng trị giá 100 triệu. Đây là cái đèn, nếu mà đi ra ngoài đường mà không đem được cái chân đèn theo á thì sẽ đem cái đèn này sạc sẵn các kiểu rồi đem đó. Còn đây là cái lens máy, cái lens máy cũ rồi, đồ sạc pin. Đây là cái túi máy của anh Bu đây. Đây là cái máy chụp hình, cái cà lông này nó bao nặng luôn á thật sự đó. Nói chung đây là cái phòng của anh Bu, bên đây là cái còn đây. Con trai mà dài màu hương, con trai mà dùng Hello Kitty, ôi dồi ôi nát. Cũng may là ổng có vợ rồi, chứ ổng không có vợ chắc người ta đồn ổng bê đê thiệt luôn đó. Đây là cái máy chụp hình sóng não thần thánh của ổng đó. Như có thể đây, chị sẽ chụp lại để khi ổng về thì ổng sẽ biết là có dấu hiệu đột nhập. Nhưng mà nếu anh Bu không mở máy ra thì anh Bu cũng không biết là Nhi đâu. Tại vì Nhi nó có quậy không? Nhi nó có quậy đâu, Nhi chỉ lấy lại một cái cham thôi mà. Trời ơi, ghê quá. Còn bên đây là cái xào quần áo, thôi trải ra đi. Vô phòng người ta mình lục đồ gì kỳ quá, chỉ lấy cái cham thôi. Còn đây là những cái ba lô quần áo của hai vợ chồng ổng kết hợp lại. Máy sấy, rồi cột tóc, iPad, rồi nước hoa, các kiểu. Đó, một đôi giày nữa nè. Rồi cái túi thơm, trời má túi thơm mà dương miệng. Kiểu cò ghê. Wow, ok, Nhi đã hoàn thành xong video. À, chưa, trước khi hoàn thành Nhi còn cái này nữa. Ở dưới này nè. Ồ, mấy bữa Nhi vô Nhi chỉ thấy hồn keo sữa thôi, bữa nay tự nhiên có cái laptop nữa. Trời, đâu ra vậy? Trời. Laptop màu đỏ đen, 20 mấy triệu. Giờ ta coi, 40 triệu, gần 30 triệu, 70 triệu mấy, mấy. Trời, phòng gần 100 triệu, hơn 100 triệu của anh Bu. Wow, được á. Rồi ông mua máy tính mới cho anh Bu giàu dữ. Trời ơi, chị Van Ly hay nói gì là nữ doanh nhân thành đạt, vậy là anh Bu không biết là cái gì luôn rồi, chắc là tỷ phú luôn rồi. Bình thường như chị thấy nguyên liệu làm slime như này thôi, với lại mấy cái đồ mà Nhi gửi phòng anh Bu thôi. Bữa nay còn có thêm cái máy tính 20 mấy triệu nữa. Trời ơi, vậy là ở đây là một căn phòng gần 200 triệu của anh Bu. Kể từ giây phút này, căn phòng này là của tôi. Vừa nó mới có sạch giường không nữa. Nhưng mà trước khi ra khỏi phòng, để lỡ mà ông đụng mạnh cho nó rớt là tè đầu ổng thanh. Cũng đâu có ác lên đâu, ông cũng cho anh đi hoài à. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe để em quay. À không, nơi là kết sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Còn giờ thì bye bye. Ah!
hình như có dấu hiệu đột nhập. Ah!